mừng các bạn quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 6 của olm.vn. Các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Trong bài học ngày hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết được hai phần: Vua Hùng Kén Rể và Sơn Tinh Thủy Tinh giao chiến, chính là khúc Hùng Ca Trị Thủy ngân vang. Trong tiết học này, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu nốt phần còn lại, khúc Hận Ca của chàng Thủy Tinh mang cơn ghen truyền kiếp. Người xưa kể rằng, từ đó oán nặng, thù sâu, hàng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt, dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, thần nước đánh mỏi mệt, chán chê vẫn không thắng nổi thần núi, đành rút quân về. Về sự việc này, nhân dân vùng Tây Bắc cũng có bài đồng giao nói rằng: núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Vén bức màn huyền thoại kỳ ảo của câu chuyện truyền thuyết xa xưa, chúng ta dễ dàng nhận ra ý nghĩa hiện thực và dễ dàng nhận được lời nhắn nhủ của cha ông rằng: thiên tai, bão lụt hàng năm là kẻ thù mang cơn ghen truyền kiếp đối với con người. Muốn bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của chính mình, như Sơn Tinh bảo vệ hạnh phúc bên nàng mỹ nương xinh đẹp, chúng ta phải không ngừng cảnh giác, thường xuyên nêu cao ý thức phòng chống bão lụt, phòng chống thiên tai nói chung. Cũng cần phải nói thêm rằng, câu chuyện kén rể đánh ghen ở đây chẳng qua là cái áo khoác hoang đường bên ngoài để ẩn chứa bên trong một nội dung hiện thực sâu sắc và một ước mơ đẹp đẽ của nhân dân ta. Đó là hiện tượng bão lụt hàng năm mang tính chu kỳ, thường xảy ra ở đồng bằng sông Hồng vào mùa hè, và ước mơ đẹp của người xưa muốn chiến thắng được nạn lụt ấy. Cái hay và cũng là cái độc đáo của truyện là đã kết hợp được câu chuyện đánh ghen dữ dội có 102 này để phản ánh sinh động cái hiện tượng thiên nhiên cũng dữ dội như vậy. Còn chi tiết Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh cũng dâng núi Tản Viên cao bấy nhiêu thì thật nên thơ và độc đáo, đã nói lên cái ước mơ chiến thắng nạn lụt từ ngày xưa qua trí tưởng tượng của người Việt thời cổ. Vì muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng, trong địa vị người cha, nhà vua đã tận dụng tục thách cưới của dân gian xưa. Bởi vì tục thách cưới có thể tạo điều kiện cho người ta lựa chọn chàng rể theo ý muốn mình. Nhà vua đã thách cưới 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín mồng mao, mỗi thứ một đôi. Toàn là những báu vật khó hiếm, nhưng ai sẽ là người khó kiếm hơn? Và vì sao vua Hùng lại thách cưới như vậy? Ở đây rõ ràng có sự thiên vị, cảm tình của nhà vua đối với Sơn Tinh. Bởi tất cả những thứ ấy đều là sản vật của vùng rừng núi, quê hương của Sơn Tinh. Và do đó, việc Sơn Tinh thắng cuộc, lấy được mỹ nương là điều Hùng Vương đã mong muốn và dự kiến, chuẩn bị từ khi thách cưới. Vì vậy mà hôm sau, tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã mang đầy đủ lễ vật đến rước mỹ nương về núi như một sự tất yếu vậy. Nhưng sự thiên vị, cảm tình của Hùng Vương đối với Sơn Tinh đâu phải chỉ là ngẫu nhiên, đâu phải là thích người này hơn người khác, trong khi chính nhà vua đã nói, cả hai người đều vừa ý ta. Sự thiên vị này xuất phát từ chỗ Sơn Tinh là thần núi, còn Thủy Tinh là thần nước. Nó phản ánh thái độ, tình cảm của người Việt thời kỳ văn lang đối với hiện tượng và thế lực tự nhiên, tức là núi rừng và lũ lụt. Núi rừng chẳng những đã cung cấp thức ăn, vật dụng hàng ngày cho người Việt cổ mà còn giúp họ thoát chết khi lũ lụt lên cao. Trong đời sống tâm linh của người Việt xưa và nay, Sơn Tinh là một phúc thần. Thời xưa, khi chưa có đủ điều kiện và phương tiện trị thủy, thì những dòng nước hung dữ trong mùa lũ lụt quả thật là một tai họa khủng khiếp, đến mức cha ông ta đã coi đó là một tai họa hàng đầu, đáng sợ nhất trong bốn thứ tai họa lớn gồm thủy, hỏa, đạo. Và người xưa, khi xây dựng nên chuyện này với nhiều chi tiết thách cưới thú vị ấy, đã để cho Hùng Vương thiên vị theo mong muốn của mình. Nhưng không chỉ phản ánh và giải thích hiện thực, chuyện còn nói lên mơ ước của người Việt thời cổ. Trong cuộc giao tranh kỳ lạ ấy, nổi lên một chi tiết thật lạ kỳ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Đó là một chi tiết hoang đường, nhưng lại nên thơ, độc đáo và đầy ý nghĩa. Nếu cởi bỏ cái hoang đường ra, ta thấy gì cốt lõi bên trong?
Đó chính là mơ ước của người xưa muốn chinh phục tự nhiên, chiến thắng nạn lũ lụt để có cuộc sống bình yên. Và chắc chắn, cái tai họa thủy tặc đã thành mối đe dọa hàng năm, thành sự ám ảnh khủng khiếp trong cuộc sống của họ, nên ước mơ mới táo bạo và bay bổng đến thế. Nước dâng lên đến đâu, núi cao dâng lên đến đấy. Mãi mãi là một hình tượng đầy chất thơ, chứa đựng một ước mơ đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của người xưa. Chúng ta trân trọng ước mơ đó, vì chính chúng ta trong ngày hôm nay đã và đang biến ước mơ của cha ông thành hiện thực đẹp đẽ nhất của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Vậy, với những gì chúng ta vừa tổng kết, theo em, nội dung nổi bật nhất của truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh là gì? Nhớ lại mục tiêu đòi học, chúng ta còn một phần nữa cần phải tìm hiểu chính là đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm. Truyền thuyết này có hai đặc sắc về nghệ thuật. Trước hết, tác giả dân gian sử dụng nhiều yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo để xây dựng nhân vật. Như nhân vật có phép lạ, có sức khỏe và có tài năng phi thường. Những yếu tố tưởng tượng kỳ ảo khiến cho nhân vật có tầm vóc lớn lao, làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. Đặc sắc thứ hai ở chỗ, tạo dựng tình huống hấp dẫn. Nhà vua chỉ có một nàng công chúa mà có tới hai vị thần cầu hôn. Tình huống ấy khiến cho câu chuyện diễn biến vừa tự nhiên, vừa tạo sự căng thẳng, đẩy sự việc lên tới cao trào. Theo em, người xưa dùng trí tưởng tượng của mình để sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh nhằm mục đích gì? Cuối cùng, chúng ta đến với phần tổng kết bài học. Sơn Tinh, Thủy Tinh là câu chuyện tưởng tượng kỳ ảo, giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai, đồng thời suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua hùng. Câu chuyện được kể bằng những hình ảnh vừa hiện thực vừa lãng mạn, ngân nga như một bản anh hùng ca, bản hùng ca trị thủy của dân tộc ta trong buổi đầu dựng nước. Là truyền thuyết xuất hiện từ xa xưa, nhưng âm vang của câu chuyện, nhất là hai hình tượng nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh vẫn sống động, nhắc nhở chúng ta ngày nay nhiều điều, cả về công cuộc chế ngự thiên tai lẫn cảnh giác chế ngự với thói đời ghét ghen, hờn giận. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng lần sau.